Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận F0. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra chất lượng lô vaccine Trung Quốc sắp về Việt Nam. Lo sợ quá tải, thành phố Hồ Chí Minh hỏa tốc đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục chi viện trong tình huống khẩn cấp. Bình Thuận, bác sĩ tiêm nhầm 2 liều vaccine liên tiếp cho người dân trong cùng một buổi sáng. Hà Nội nguy cấp, phát hiện chùm 22 ca dương tính trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thưa quý vị khán giả, sẽ là hơi thừa nếu chúng ta nhắc đi nhắc lại với nhau rằng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có bao nhiêu ca nhiễm, ngày hôm nay có bao nhiêu ca không qua khỏi, ngày hôm nay còn bao nhiêu chục nghìn F0 được cách ly điều trị tại nhà. Đơn giản, tất cả những con số trên là rất lớn. Và ngày hôm sau thì lại luôn cao hơn hôm trước và luôn đứng đầu cả nước trong suốt đợt dịch vừa qua. Chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên kể từ khi trở lại bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh đã giải thể đa số bệnh viện dã chiến, đưa hàng loạt bệnh viện trở về với công năng ban đầu. Thế nhưng ngày hôm nay, một quyết định được đưa ra khiến nhiều người không khỏi nổi da gà. Đó là việc thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khẩn cấp kích hoạt toàn bộ bệnh viện trên địa bàn thành phố, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 trong thời gian tới. Như vậy, đủ hiểu là tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang căng thẳng như thế nào. Cụ thể, quyết định hỏa tốc này ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Bình Thuận, bác sĩ tiêm nhầm 2 liều vaccine liên tiếp cho người dân trong cùng một buổi sáng. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 3 tháng 12, tại điểm tiêm Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, có một trường hợp được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trong một buổi sáng. Trường hợp này cho biết, sau khi được khám ban đầu và nhân viên y tế tiêm mũi 1 xong, đã yêu cầu sang bàn bên cạnh ngồi đủ thời gian mới về. Khi đang ngồi chờ thì bất ngờ một nhân viên y tế khác đến tiêm một mũi thứ hai. Hiện sức khỏe của trường hợp này vẫn bình thường và đang được gia đình theo dõi. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo của Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết cho biết đã nắm bắt được sự việc và đang phối hợp với gia đình theo dõi kỹ sức khỏe của trường hợp này, sẽ xử lý khẩn cấp trong trường hợp có biến cố xấu xảy ra. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra chất lượng lô vaccine Trung Quốc sắp về Việt Nam. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế kiểm tra chất lượng một loại vaccine Trung Quốc chuẩn bị nhập khẩu vào Việt Nam. Loại vaccine sắp được nhập về Việt Nam là HVAC, là vaccine theo công nghệ Trung Quốc chuyển giao, được sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, do Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VMedimax của Việt Nam chịu trách nhiệm nhập khẩu. Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra chất lượng, bảo quản và tổ chức tiêm miễn phí theo quy định nếu chất lượng vaccine đảm bảo an toàn và tính hiệu quả. Giao Bộ Ngoại giao xem xét, kiểm tra, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhập khẩu vaccine. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội nguy cấp, phát hiện chùm 22 ca dương tính trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xác nhận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phát hiện 22 trường hợp test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 15 trường hợp có kết quả khẳng định. Trong số này có một nhân viên y tế bệnh viện, còn lại là người nhà và bệnh nhân đều ở tòa nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Theo ghi nhận tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, công tác đón tiếp bệnh nhân vẫn được diễn ra bình thường. Hiện tòa nhà BC đã tạm thời bị phong tỏa để điều tra dịch tễ, truy vết trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm. Cùng ngày, quận Hoàn Kiếm thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến tòa nhà BC, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, số 43 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, trong thời gian từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận F0. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng ký văn bản hỏa tốc gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới. Văn bản được phát đi trong bối cảnh số ca nhập viện và không qua khỏi ở thành phố vẫn tiếp tục gia tăng, cùng với diễn biến dịch tại khu vực phía Nam vẫn còn phức tạp. Cụ thể, văn bản nêu rõ, tất cả bệnh viện thành lập đơn vị COVID-19 để sẵn sàng giường có oxy, thuốc, trang thiết bị y tế, đảm bảo mỗi đơn vị có số giường tối thiểu bằng 10% tổng số giường của cả bệnh viện. Các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và đa khoa hạng 1 sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng, nguy kịch, khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa hồi sức COVID-19, bố trí buồng bệnh riêng biệt tại các khoa lâm sàng, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cần được điều trị tiếp bệnh lý nền do các bệnh viện điều trị COVID-19 chuyển đến. Đồng thời các đơn vị cần duy trì buồng cách ly tạm thời tại khoa lâm sàng dành cho người nghi mắc COVID-19. Bên cạnh tái cấu trúc cơ sở y tế,
ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì các bệnh viện chuyển đổi công năng và bệnh viện tách đôi chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19. Các bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị COVID-19 bao gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Trưng Vương, An Bình, Đa khoa huyện Củ Chi. Các bệnh viện tách đôi có khối nhà riêng biệt, có cổng và lối đi riêng để thực hiện song song nhiệm vụ điều trị COVID-19 bao gồm: Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng thành phố. 13 bệnh viện dã chiến chưa giải thể vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bao gồm: Bệnh viện dã chiến số 3, số 5, số 6, số 8, số 10, số 12, số 13, 14, 16, 5C, Phước Lộc, Công an thành phố, dã chiến điều trị COVID-19 Củ Chi. Trong đợt bùng phát dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 468.716 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lo sợ quá tải, thành phố Hồ Chí Minh hỏa tốc đề xuất Bộ Quốc phòng tiếp tục chi viện trong tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị, hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều quận huyện có số ca F0 đang cách ly tại nhà ở mức tương đối cao. Tập trung ở các quận huyện như quận 12, 6.327 F0, huyện Hóc Môn, 8.147 F0, thành phố Thủ Đức, 20.522 F0, huyện Bình Chánh, 7.116 F0, quận Gò Vấp, 3.973 F0, quận Bình Tân, 4.210 F0, quận Tân Phú, 4.829 F0 và huyện Nhà Bè, 1.181 F0. Do đó, Sở Y tế thành phố vừa có văn bản hỏa tốc khẩn gửi Bộ Quốc phòng đề xuất tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động 85 trạm y tế lưu động với số lượng 153 nhân viên y tế trên địa bàn thành phố đến hết tháng 12 năm 2021. Trước đó, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng cũng tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1.000 người để điều trị, chăm sóc các bệnh nhân, đồng thời tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức tiêm vaccine. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Việt Nam tiếp nhận 500.000 liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Argentina. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vaccine AstraZeneca của chính phủ Argentina trao tặng Việt Nam, trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên chính phủ Argentina viện trợ vaccine phòng COVID-19 cho một quốc gia khác. Và Việt Nam cũng là quốc gia được Argentina viện trợ vaccine nhiều nhất. Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tiếp nhận 500.000 liều vaccine của chính phủ Argentina trao tặng. Thứ trưởng bày tỏ lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân Argentina, đồng thời khẳng định Bộ Y tế có kế hoạch sử dụng số vaccine này một cách hợp lý nhất nhằm nâng cao miễn dịch cho người dân, góp phần dự phòng và đẩy lùi dịch COVID-19. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!